Tin an ninh trật tự. Qua 2 ngày xét xử, ngày hôm nay 27 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quang Nhiệm, trú tại thành phố Vĩnh Long, nguyên là giám đốc ngân hàng Agribank Vĩnh Long, cùng 3 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Năm 2022, thì bị cáo Phạm Vũ Phương, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thương mại và Khách sạn Trường Huy xin đầu tư 2 dự án, do đó đã gặp Nhiệm về việc vay tiền mua đất. Nhiệm đã đồng ý cho vay và giới thiệu Phương cho bị cáo Vũ Xuân Hoàn, nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng Agribank Vĩnh Long làm thủ tục vay. Mặc dù biết rõ hồ sơ vay không hợp lệ và không có thật, nhưng các bị cáo Nhiệm, Hoàn và Châu Ngọc Thanh, nguyên cán bộ ngân hàng Agribank Vĩnh Long vẫn phê duyệt cho Phương vay nhiều lần vào năm 2011 đến 2017, gây thiệt hại trên 219 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Nhiệm 8 năm tù, Châu Ngọc Thanh 6 năm 6 tháng tù và Vũ Xuân Hoàn 5 năm tù cùng về tội vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị cáo Phạm Vũ Phương 10 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Hôm nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ. Đó là 2 vụ việc xảy ra vào ngày 24 và 25 tháng 2 vừa qua trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Cụ thể, vào ngày 24 tháng 2, tại km 93 160 quốc lộ 1A, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn phát hiện Ngô Văn Linh, sinh năm 1998, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, đâm vào tổ công tác, làm một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương phải vào viện cấp cứu. Sau va chạm, Linh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, công an huyện Hữu Lũng đã bắt giữ được đối tượng. Qua test nhanh thì Linh dương tính với chất ma túy tổng hợp. Tiếp đó, vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2 trên tuyến đường quốc lộ 1A, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Tùng Diện đã phát hiện ô tô khách hiệu Hyundai 29 chỗ ngồi, biển kiểm soát 29F00608 di chuyển theo hướng Lạng Sơn, Hà Nội do Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1974, trú tại thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh điều khiển chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, lạng lách đánh võng trên đường. Đáng chú ý, ô tô này còn đâm hư hỏng xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông. Qua kiểm tra xác định ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách mà không có camera giám sát hành trình, chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai thanh niên có hành vi chặn đầu ô tô, tấn công và gây gổ đánh nhau với lái xe trên đường Vành Đai 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xác minh làm rõ nhân thân của hai thanh niên này là Trần Văn Hiệt, 38 tuổi và Trịnh Thịnh, 44 tuổi. Bước đầu thì Cơ quan Công an đã tạm giữ hai đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc. Coi thường pháp luật, khi đường Vành Đai 2 vốn là tuyến đường cấm xe máy lưu thông, nhưng hai thanh niên điều khiển xe SH vẫn ngang nhiên đi lên tuyến đường này. Hành vi chặn đầu ô tô, đạp vào phương tiện và gây gổ đánh nhau như thế này đã cho thấy sự manh động, liều lĩnh của hai đối tượng. Xuất phát từ việc đi từ trên cầu Vĩnh Tuy xuống đến chân cầu Vĩnh Tuy thì bị một xe ô tô khác ép vào và mở kính xe và nhổ nó bọn. Thì mình cũng chưa hiểu lý do vì sao. Mình cũng đuổi theo. Xe kia nó rẽ lên Vành Đai 2 thì mình cố tình đuổi theo lên trên đó. Tiếp theo đó thì là có một người phụ nữ thì đi đằng sau thì quay clip mình thì trong quá trình mà đang mất kiểm soát thì có xảy ra chửi bới, xô xát. Tôi có hành vi là đá chân vào cửa của xe Hyundai 10, bắt người cầm lái xuống. Nhưng sau khi mà hạ cửa kính thì tôi biết trong đấy là một người phụ nữ, khi mà lên thì không thì thiếu kiềm chế, vì trước đấy đã sử dụng rượu bia rồi nên là không kiểm soát được hành vi. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình là sai trái, đặc biệt trong đó còn cho thấy việc vi phạm trật tự an toàn giao thông của cả hai đối tượng khi đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày hôm nay, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phù Thị Nguyệt, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội, về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Trước đó, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với công an huyện Bắc Quang tiếp nhận đơn tố giác của công dân về việc bị lừa đưa đi Campuchia lao động trái phép. Kết quả điều tra xác định Nguyệt đã tuyển dụng và đưa người Việt Nam sang Campuchia làm việc trái phép với hình thức người lao động khi đến công ty sẽ được cấp các tài khoản Facebook và mạng xã hội ảo để tán tỉnh dụ dỗ người Việt Nam chơi game bài trên các ứng dụng do công ty lập ra. Sau đó chiếm đoạt tiền thông qua việc nạp tiền chơi game của người chơi. Thiếu tiền tiêu xài nên đã liều lĩnh đi cướp tài sản. Các đối tượng vừa bị công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản và tiêu tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại cơ quan công an, ba đối tượng gồm Huỳnh Nguyễn Ngọc Bảo, Võ Ngọc Phước và Hứa Trần Đại Vĩ khai nhận vào chiều ngày 17 tháng 2 đã cướp giật túi sách của một du khách nước ngoài. Bên trong có hai điện thoại iPhone XS Max, một iPad, hai máy đọc sách điện tử, một visa và các giấy tờ khác có liên quan. Chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ, đến trưa ngày 18 tháng 2, lực lượng công an thành phố Hội An đã phát hiện và bắt giữ Bảo và Phước. Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ thêm Vĩ là đối tượng đem tài sản do hai đối tượng trên cướp giật để mang đi tiêu thụ. Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết vào rạng sáng nay ngày 27 tháng 2, trên cao tốc Nha Trang Cam Lâm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng. Vào khoảng 3 giờ sáng nay tại km 45 cao tốc Nha Trang Cam Lâm, đoạn qua xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, xe khách dường nằm đang lưu thông theo hướng Bắc Nam đã đâm vào đuôi xe tải đang dừng sát giải phân cách cứng phía trước. Vụ tai nạn đã khiến cho tài xế xe khách cùng phụ xe tử vong tại chỗ, đầu xe khách biến dạng, dính chặt vào đuôi xe tải. Lực lượng chức năng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương. Nguyên nhân vụ việc tai nạn vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định vào ngày 19 tháng 3 sẽ xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng, sinh năm 1961, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai là bị cáo Đỗ Hoàng Việt, sinh năm 1994, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án này là 13 bị cáo khác. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, viết tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh, có vốn điều lệ là 10.000 tỷ đồng, được bị can Đỗ Anh Dũng sáng lập từ năm 1993. Năm 2021, do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ vay gần 20.000 tỷ đồng. Trước bối cảnh nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty. Cụ thể, Đỗ Anh Dũng thống nhất chủ trương cùng với Đỗ Hoàng Việt sử dụng pháp nhân ba công ty ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như là hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn. Với các thủ đoạn trên, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành, mua bán 9 gói trái phiếu trái pháp luật. Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Trong đó thì Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt. Quá trình điều tra đến nay, Đỗ Anh Dũng đã nộp lại với cơ quan điều tra Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường, Công an Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi khai thác đất trái phép xảy ra tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Theo đó, vào ngày 18 tháng 2 năm 2024, tại xóm Khe Sài 1, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường, Công an Nghệ An phối hợp với Công an xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn tiến hành kiểm tra điểm khai thác đất của một cá nhân sinh năm 1985, trú tại xóm Khe Sài 1, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Tại hiện trường thì lực lượng công an phát hiện cá nhân trên đang chỉ đạo công nhân khai thác đất, sau đó thì vận chuyển lên 3 xe ô tô tải đến bãi tập kết của một nhà máy gạch trên địa bàn xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Quá trình kiểm tra thì các đối tượng có liên quan không xuất trình được giấy tờ, thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác và vận chuyển đất. Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ, tạm giữ tang vật phương tiện có liên quan để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.